Xin kính chào quý vị khán giả thân mến đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của cháu Hùng nha. Và hôm nay thì là một ngày rất là vui khi mà cháu Hùng đăng những cái hình ảnh lên đã được các anh các chị, các mạnh thường quân ủng hộ mua giường này. Nó mua rất là nhiều thứ, mua giường này, mua chân ga gối đệm để cho bà con ấy. Thì bây giờ cháu Hùng cũng thuê cả con xe vào đây rồi. Giờ thì các bác cùng cháu Hùng đợi xe đến và bóc đồ xuống nha. Rất là nhiều đồ luôn, cả một con xe luôn các bác. Và số tiền và mua hết bao nhiêu tiền thì cháu Hùng cũng đã chụp ảnh ghi lại hết rồi. Và tối nay thì cháu Hùng sẽ gửi cho bên mà hỗ trợ các bác. Đây rồi nhá. Bên mày đánh lên đây. Không, đánh đít vào đây luôn. Đánh đít vào đây. Đánh đít vào đây này. Ừ. Đấy, làm gì làm đi. Ôi lại trời mưa đấy. Thôi xong mưa luôn rồi. Mà mưa vào thôi. Mình cũng có mưa mà. Mình đâu mình cũng có mưa mà. Từ từ thôi nhá. Lùi đi. Hết lái đi. Hết lái mà xem cho nó chứ. Thầy cứ bảo nó hết lái. Quăng. Tí có bị lún không đây? Có bị lún không đây? Mày đánh gì đánh liền lành đi sang đây nhá. Mưa quá trời luôn. Không mà ơi, chạy lên cái kia, chạy lên, chạy lên trên kia mà ở. Ờ, chạy lên trên cái trường kia mà ở. Ôi, lùi đi. Tránh. Ôi. Ôi, lên tiếp đi. Lên tiếp đi. Ồ. Lùi ra lùi cái xe đấy. Lùi cái xe đấy. Ừ. Rồi lên đi. Đánh vào đây nhá. Nhìn tao này, nhìn tao mà đánh này. Nhìn tao mà lùi đi này. Mày quá, vào đến đây trời mới mưa. Rồi lên đi, lên đi. Lên đi. Ê! Được. Ui, chăn nữa. Chắc là để ở ngoài hay ở đâu nhỉ? Để đâu nhá. Ừ. Rồi, mấy anh em vào hộ nhau đi nhá. Mấy người một tay. Ơi. Chụp ảnh nữa. Để xem nào, để trong nhà hay ở ngoài, hay tùy mọi người hỏi hai chú ở bên đây xem nào. Đâu bây giờ để ngoài hay để trong nhà, hay nhiều phết chú ạ. Đây mở cửa đi. Ngoài này không hết được đâu. Phải cho vào trong. Cái gì? Sao? Làm sao thế, bây giờ làm sao? Mấy chị em nói chuyện chưa hợp nhau đúng không? Đây chiếu. Đây là nồi cơm điện với chăn. Cả gối nữa nhá, mỗi nhà được một đôi. Sắm đủ luôn. Ồ, bắt vớ rồi, thôi. Bắt mà vớ thì thôi rồi. May quá. Đi ừ. Rồi. Cho tí. À đội này xếp kiểu này thảo nào, mình bảo là sao mấy cái bát này cứ bị ẹc ẹc.
Còn mà, còn mà đây là thấy bát đây rồi. Ừ. Đi. Ồ, đi à, cha nhá. Bây giờ chuyển giường nhá. Bây giờ xếp trong nhà thôi. Ờ. Ờ cái mai này thì chị ơi, đừng có để ngoài nữa. Bây giờ cho tôi nhà em dựng ngược lên thôi. Cái không đủ đâu, nhiều lắm. Để trong nhà đi. Sau là tí chỗ dọn cho mọi người lắp luôn, mọi người ai mỗi nhà một hộ một bộ thì cứ lắp luôn. Hả? Cái gì? Hả? Kệ. Không sao đâu. Cho đi á. Ủa để mình cho mấy đàn đàn nhìn đây tao uống trà nó pư kìa nè, từ đứng ngon đi nè. Con đi ở rô đi vậy. Ờ rô sao mà. Thế để ngoài đi. Chú Tê à? Chú Tê chị à? Mệt không anh? Mười một hộ bị ảnh hưởng, bốn hộ bị sạt hết, là mua tổng một phát là mười một bộ luôn, mười một cái giường luôn. Thì à, những cái hộ kia bị ảnh hưởng nhưng mà trong nhà là không còn gì nữa, hết sạch rồi, bị mất hết sạch rồi. Tí mọi người vào nhà mọi người biết ngay. Ra xong hết rồi gì? Ra xong hết luôn, trôi ra là thành củi hết. Lúc đấy là sáng lúc mấy giờ mà? 3 giờ sáng. À, 3 giờ sáng? Ờ hờ. Nhưng mà mọi người lúc đấy chắc nghe trên nóc có cái gì chạy thì mọi người cứ thế tái hỏa mà chạy thôi. Ôi, nặng thế nhỉ? À đây. Cứ lấy nhầm 4 cái. Mẹ ngồi chơi nhà phao ấy. Ở dưới kia. Ô tô ấy. À. Nhà phao. Thế thì mai ông chủ có tiền mua ô tô chắc là khả năng là không mua đâu nhỉ. Suy nghĩ lại đi chưa? Không bao giờ mua ô tô. Không bao giờ mua ô tô. Đây bây giờ chị ở ngoài chị đưa cho mọi người đi, em để em đưa ra. Đây còn bộ thôi. Ta thấy mồ hôi đấy.
Nó lúc chưa làm thì thấy mát mát, làm xong là thấy người hơi cảm giác thấy hơi bực bội hay sao ấy. Chú ơi, bây giờ nhờ chú vào xem là những hộ nào thì chú chia, bây giờ cháu để vào cái bào xong chú chia cho mọi người đồ trong ấy. Bây giờ kể đặt thực phần ra một xong bắt đầu để... rồi. Bây giờ như này này. Như nào? Này này mưa gió giờ nắng nhanh, 11 hộ này có danh sách rồi. Ừ. Bây giờ là cháu chỉ cần nếu mà lấy hình ảnh cho chụp ảnh xong cái thôi là giao cho ngay là như là. Thì bây giờ mình cứ xếp ra từng hộ một thì cứ đưa cho mọi người chụp ảnh là thôi. Thế thôi. Nói nhảy mấy chị em vào hộ nhau với Bình ơi. Cái đống đồ này gì? Bây giờ là một hộ là được hai cái chân, một đôi gối. Mỗi người một cái gì? Xếp dài từ kia vào đây luôn. Kêu anh khẩu phần luôn. Khẩu phần luôn. Ờ, là... Alo? Bên trong là có cả... Đấy. Là một túi, tức là cái túi chân ấy là được hai túi. Bây giờ mình đang sắp rồi. Một hộ là hai chân này. Một hộ hai chân. Hai chân một và một túi gối, một đôi gối. Đây đúng ờ đúng rồi, một đôi gối. Chân là một đôi gối. Đúng rồi. Bây giờ này chú bảo này, đồ bây giờ này xếp ra đây này, để đọc từng nhà một. Có nhà nào đây cho người ta lấy về. Có đất, ở đây người ta có đất, bây giờ là xếp vào từng phần một xong mà đọc cái tên cái là. Dạ vâng, dạ vâng, vâng. Thế bây giờ tập trung mọi người vào để đẹp đi. Còn xếp mà lấy vào không một tí loạn mất. Người ta nhặt xong là mỗi nhà một cái đệm. Mỗi người sắp ra một phần đấy. Ờ. Nghĩa là bọn cháu những đồ đạc của mình đấy thì xếp ra từng phần một đi. Không. Sau này cho cháu cho chỉ cho mọi người vào đứng cho cháu xin ít hình ảnh cho gửi cho. Dạ vâng. Đó, bây giờ mình cứ xếp. Ừ, đúng rồi. Xếp ra từng một cái. Từng một cái một đúng rồi. Đứng ở đây chỉ đứng ở đây chiếu thôi. Ờ. Chỉ đưa chiếu cho người ta thôi. Ừ, đúng rồi, hợp lý thế cũng được. Mình nhiều người mà. Ờ. Nhiều người. Ờ, bây giờ mình bao nhiêu người rồi? Rồi. Ai vào nhận nào? Từ từ đã. Từ từ đã. Mỗi nhà một người. Mỗi nhà một người để nhận. Bên ngoài là các chú ở một đệm này, một chiếu này, hai cái chân. Chị gái cầm chiếu ra đây, chị gái cầm chiếu ra đây. Hai cái chân. Thằng Hùng ra ngoài này đi. Thằng Hùng ra ngoài này. Từ từ đã. Hai cái. Ờ, một cái hai chân. Bạn đứng ở đây ai vào nhận thì bạn nhận đủ thì bạn cho ra ngoài. Ờ. Rồi ok, đây, thế cũng được. Thôi, bạn xem này. Ờ. Ừ. Vào đi. Ờ. Bốc quả sau. Lấy một túi nồi với lại một cái nồi điện với một đồ luôn đi, nhặt đồ luôn. Không bán. Đồ kia với đồ kia đúng rồi. Đấy. Thứ ba nữa đúng rồi, rất là nhiều đồ luôn. Một người không hết thì hai người nhá. Một người không hết thì hai người nhá. Đưa cho ông đi. Mình cho ông bê được. Ít tủ thì tao, ó tủ, nên thì ó tủ. Hai cái chân đúng không? Ờ, hai cái chân. Hai chân, hai gối đúng không? Chậu ra. Ờ. Bây giờ nhé, đây là gì? Cái nồi và cái chậu bát cho cô đi. Đây đây, ông xem cái danh sách này ông nha. Đấy, bây giờ là được, bây giờ là có cả hai, bốn, một cái chảo này, hai cái nồi này, một cái nồi điện này, một cái siêu tóc này. Đó. hai cái chân này, 10 cái bát và 5 cái bát to. Trong này có đũa này, có thìa này, có thìa này ở đấy, cả chậu nữa này. Đó. Đấy cho vào chậu đi, Đệm nữa. Còn đệm nữa. Ờ còn giường nữa, giường thì tí mọi người tự chia thôi. Mỗi nhà một cái. Để ra ngoài đi. Ôi, với ra cẩn thận nhá. Ờ. Ờ đúng, tạnh mưa rồi. Đúng, tạnh mưa rồi. Tạnh mưa rồi không bạn. Mì già bê. Chụp ảnh của chúng nó. Bát cho vào trong đi. Một đệm này. Một nồi này. Đũa này. Còn một cái chậu nữa. À chậu có đúng không? À còn gối đâu? Chân ga gối đệm không? Túi gối, túi chân. Hai túi chân nè chị ơi. Hai túi chân. Ờ. Hai túi chân. Thôi để em cầm ra ngoài cho. Hai cô hai chị là một đúng không? Này rồi ít thứ hả? Này rồi ít thứ hả? Nhưng mà chưa đủ đâu nha, chưa đủ nha. Chưa đủ nha. Ừ. Ừ.
Thế đi, nhắc cái kia ra luôn, nhắc cái kia ra. Nhắc cái kia ra đi. Ừ. Đây là đủ rồi này, đúng không? Đây đủ đấy, xem nào, để mình xem nào. Chân này, hai cái chân này, gối này. Cái này là siêu tóc này. Chân này bát đũa này. Ờ đó. Nên mới để cho tổ mình đi tới ít chỗ sáng gì hỏi. Thì à nên thì trông đi. Cha. Cha, nghe nghe kia cha, áp thiết cha rồi cho tí à. Nào đến ai? Đến ai? Đến à vì súng. Súng nghe à? Ờ. Ờ tâm à, tâm à. Đừng nghe đấy, lo để chẳng chính mày đi đâu. Thì à lồng tổng số là thở cho 96 tuần. Tí lấy chậu này sao, tí tay cái chậu sao anh cứ để cái chậu ra kia. Từ nha đây nha, có nồi có. Đây đặt vào đây. Có nồi điên. Hai chân một gối. Một chiếu nữa. Hai cái. Ơ kia mình đó cho bác rồi, kia mình đó. Được chưa? Đây rồi, đủ người nữa rồi. Ờ. Đầu tiên người từ người một á. Xin đi mà, phun lên tàm ăn đi nhỉ, phun lên tư thôi. Vừa mới xuống rồi. Đủ chưa? Ơ, chào rồi, chết đi. Chào rồi. Đủ rồi, sao? Từ đã, bây giờ đây con phải khắc phục lần chứ, đúng không? Cái gì cũng phải từ từ anh ạ, cứ phải bình tĩnh. Đâu thì các cầu đó rồi mình có thể từ từ. À, chờ tỉa, đã xa. Để không tiếp dưới rồi. Để xa ra. Không, chỗ ngủ đúng không? Để đây luôn đúng không? Chưa có nhà. Chứ mà không phải chưa. Chậu của cái nó kẹp hai cái đấy. Ơi. Đây đủ đấy. Bây giờ gọi tiếp đây, anh ơi. Gọi tiếp đi. Mai ơi. Ai lấy đấy Mai ơi. Đây à, đây. Đây thì về luôn. Ủa, để chỗ này à? Để chỗ này luôn à? Được rồi. Còn một cái chân nữa sao ấy? Còn một cái chân nữa. Đây không, còn cái này của kia này có chủ rồi. Một cái chân nữa. Rồi, một gọi tiếp đi anh ơi. Gọi tiếp đi. Chớ. Có cái gì à? Có nghĩa là cho xài chứ? Cho hai nhà nào. Tài á, hết chưa? Chưa. Còn mấy hồ nữa? Ba nhà nữa. Để đây luôn đi. Để xếp gọn lên luôn thế. Để góc này luôn đi nhá. Còn là mấy nhà nữa, còn một nhà nữa đúng không? Hai nhà nữa à? Cái xô bên kia ở đây rồi. Đây. Nhà kia. Hai nhà nữa. Đâu rồi? Nô đây đúng không? Nô đây. Có căn ngủ. Cái này để đây. Có phần à? Có người. Đây còn cái này nữa. Còn một suất nhà này nữa. Đây còn một suất nhà nào đây? Còn một suất nữa.
Một chút này nào ấy. Vừa mít xài. Đây kia, nhắc hai cái kia vào đây. Để lên kia luôn đi. Đây. Đấy, đây, đây, đây. Chị đây, đây chị ơi. Đây, đó, đây cái đệm đó. Cái đệm đó. Ôi, 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 ôi. Đó. Ở đây đệm đó nha. Thế đủ rồi nha. Đủ rồi, đủ rồi. Đấy, thế là cuối cùng là cũng phát đủ cho mọi người hết rồi. Đủ hết. Xong rồi. Xong rồi. Tao thấy mồ hôi. Nó. Đây là mấy chị em mình đứng đây ra cho Caramel chụp và lấy mấy tấm hình. Anh có chụp 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 em không? Thôi anh em cứ chụp đi. Anh cứ chụp đi nhá. Vậy cứ tự nhiên nhá. Hủ táo, ô phay mà phay hủ táo đó. Tức là tất cả mọi người là 11 hồ là được nhận hết rồi nhá. Ờ, nếp tôi xem đi nhá, ua, thói đầy xả. Đây, anh Huy đâu nhỉ, anh Huy có chụp ảnh không? Anh Huy ơi! Nếp tôi xem đi nhá, nếp tôi xem đi nhá. Ờ, chụp ảnh cho... Trưng ơi! Trưng ơi! Trưng ơi, chụp ảnh Trưng ơi, chụp hộ mình mấy cái tấm ảnh ấy. Cái bộ sánh còn chỗ này không cần đâu. Đây chưa? Được rồi. Đây là cảm ơn mọi người nhé. Đây là trang sách của tiền hả? Chia đi. Sao sách là sao sách là cho trắng út rồi. Rồi tao tao. Mỏ mỏ thì chun tao đấy mỏ này. Chun này. Chưa rồi. Nên là đi cán đi một chia thả hả? Vào đây để xem những cái ngôi nhà bị vùi bị chôn vùi dưới đống bùn nhá. Nếu mà đi ủng thì khả năng là được. Con này á? Con này màu xịn luôn chứ không phải màu đâu. Con này là màu xịn luôn. Con này luộc á? Luộc con được đâu. Mang đi ngủ đâu? Ngủ bên này á? À trên gác á? Ngủ trên gác à? Ở trên gác có chỗ ngủ không? Có à? À trên ngủ nhờ đây à? À nhà trên kia hả? Đấy cẩn thận nha, ngá nha. Ui xa. Đi được không đấy? Hôm qua bọn em vào đây là lún ầm luôn mà. Lún to luôn á. Bảo rồi, bảo đi theo em rồi mà cứ phải đi khác đường ấy nhở? Bây giờ đừng có đi khác đường nữa, đi theo vết chân của em thôi. Bây giờ ở dưới này là trâu bò ở dưới này hết đây này. Vùi hết rồi, cả trâu bò, cái lợn gà, chuồng lợn các thứ là bị vùi hết ở đây rồi. Không có hố cứt gì đây. Chết hết rồi còn lấy cái gì nữa? Chết hết rồi hả? Chết hết sạch rồi. Không, đây là cái chuồng bò. Đây là chuồng bò. Còn đây là cái nhà ở đây này. Hôm qua bọn em đi qua đây còn không đi được cơ. Đấy, trôi. Úi, cẩn thận nhá. Ôi ôi. Cái ngôi nhà này đào được bằng này rồi á. Dính nhờ. Rửa chân ạ. Bảo lúc 3 giờ. Ui.
lúc bao giờ kia bảo là sạt từ trên kia xuống đây nhá. Anh thấy mấy không, cái nhà trên này nhá, nó sạt xuống mà nó không vào cái nhà kia mà nó lách sang bên này, anh thấy rõ không? Không là hai cái nhà này toi luôn, toi lên cả cái nhà này luôn. Họ cũng mang đồ về sao mình cầm hộ luôn nhỉ? Thế bây giờ là họ có chỗ ngủ đâu? Bốn cái nhà bị lắp hết thì có chỗ ngủ đâu? Mấy cái nhà bốn hộ là hiện tại chưa có nhà. Ờ, bốn hộ là bị mất hết sạch rồi. Thế mà còn mưa nữa thì họ ở đâu? Mưa nữa thì bây giờ đang đợi cứu trợ từ bên xã thôi. Đúng không? Dạ, bây giờ có nhà ở đâu? Như cái nhà này bây giờ còn ở tạm được, nếu mà mưa nữa thì chịu. Cà phê nâu à? Đi xem cái nhà này em, đi. Cho anh em đi xem cái nhà này này. May mắn chứ. Đây, những cái chuồng trại này đi hết luôn này. Tỉnh rồi, vì... Nó chỉ nhớ hồ. Ồ. Ừ, giờ mua cho bài cho tao. Mua cho bài cho trời tao. Ôi chua, nó đi kìa rồi. Giờ nó đi mà mua lại, ông mua lại. Đây cái nhà còn cái gì nữa đâu. Mây nó còn lớn. Đây còn cái nhà này là khung bê tông. Nếu mà là khung gỗ thì khả năng là cũng chạm. Đây này, bảo là trôi một phát đi xuống cái này đi thẳng luôn mà, đi thẳng tắp luôn. Xuống xong luôn, cả đồ đạc trong nhà đi xuống xong hết. Cho là hôm mà lũ nhiều kia bảo là nước lên đến đây mà, đến đây mà, sát đây luôn mà. Sát đây luôn mà. Không đơn giản đâu. May đời không bê tông ấy. Ở đâu biển phi à? Nhưng mà sáng nay chính quyền xuống không? Hôm nào chẳng có chính quyền vào đây. Mọi người cũng chỉ mấy cái đội đội gì? Đội phòng chống thiên tai. Phòng chống thiên tai chắc là chính quyền sẽ cử người xuống. Do là không phải đâu. Có chính quyền xuống rồi, cái hôm mà bị chính quyền xuống rồi. Mấy hôm rồi? Hôm nay là hôm thứ ba rồi, đâu nữa. Ôi giời ơi. Mình tưởng hôm nay mới bị. Hôm nay đâu, hôm nay cái hôm mà mưa to kìa, hôm thứ ba rồi. Đã thấy đăng rồi đấy. Ừ. Hôm mưa to là bị rồi. Sợ nhờ, nước mà lên nước sông. Đấy, bảo lên đến đây luôn mà. Ôi giời ơi. Ông bảo là mở cửa, tức là trôi trên kia xuống là không cần, không kịp lấy gì là chạy sang bên kia là tất cả là trôi xuống trên kia hết. May là nhà này còn đổ khung bê tông đấy. Cái tảng bê tông bay phát xuống trên kia luôn, thấy tường trục bỏ. Bây giờ cái nhà trên này thôi, nhà này mới khủng khiếp, chả biết là đất khô chưa. Ở trên này ấy. Cái nhà trên này mới khủng khiếp. Khắc phục dần thôi. Bây giờ không khắc phục dần sao mà được. Đây như cái nhà này mới gây gớm này. Đúng rồi. Thì có bò nó đâu. Chỉ có mấy cái hồ ở bên xung quanh này không bị làm sao mới có nó dần đâu. Còn đâu chuồng bò bị vùi lấp ở đấy hết rồi. Bò với con lợn là tài sản lớn nhất trong nhà rồi đấy. Đúng rồi. Thôi, bạn lên, thế thì tìm cách mà lên thôi. Đấy. Cứ thế mà lên thôi. Muốn thì người ta tìm cách chứ này. Ừ. Kéo chị nữa à? Anh Huy kéo chị, anh Huy. Bình kéo chị, Bình ơi. Nhà chả biết là cao hết đi chưa. Rồi. Cái nhà này mới nhà dã man nhất này. Hôm qua nó sâu đến tận đây cơ mà. Cái này nếu mà... Mẹ đằng sau này. Nhà này là quay mặt lên trên à? Quay mặt ra đây nhưng mà kia có cửa, cái cửa kia nó chui từ cửa kia vào cơ mà. Nhà này may nhỉ. Không, nhà này... Nhưng mà sao lại lấy trần luôn như này nhỉ? Trần họ bảo là cho mọi cái chuồng để nhốt bò nhưng mà không có bò chết rồi. Chết rồi. Tiếc nhỉ, phí nhỉ. Phí chứ. Không phải. Họ cả năm họ mỗi con bò thôi cho nên là. Nói chung là quanh năm suốt tháng chứ phải một cả năm. Thì cả năm ấy mới nuôi được con bò lên. Đúng. Thì bây giờ trong một cơn bão thì đi bắt rồi. Từ từ thôi mà. Ôi chà. Ôi rồi.
Tôi ra kia nhờ. Chắc xem thì tôi chứ còn xem nữa. Ôi. May nhà này sau nhiều cây là đẩy được. Nhà này chắc là ông cụ gánh gánh cổng lưng luôn nhà này ấy. Không là trôi từ trên kia xuống nó đập thẳng vào hai cái nhà này mà đến đây nó cua hoắt sang này luôn. Nó cua như kiểu là chưa ai nhìn thấy luôn đấy. Ô chào em bà đâu ấy? Hả? Em bà đâu? Thế sao nãy không gọi anh để anh cho đi cùng? Thế bây giờ nãy gọi anh chứ? Em đi với ai? Em đi với bạn em. Minh đúng không? Đúng ạ. Thằng Minh rồi. Minh ở bên này. Ở bên á? Thế này không bảo sớm đi cùng nhau cho nó vui. Em không biết được. Không biết thôi cứ quay đi nhá. Vâng. Anh về trước đây. Quay xong chưa? Xong rồi. Đi ra đi cẩn thận nhá. Ông nào ngã là không được kêu nhá. Anh Huy nhảy tắm thử nào. Ủa, hậu chơi là trời xả luôn. Nên ham xin chính hậu chơi đi á. Lạc quan mà, hôm qua tôi đi đã uống rượu rồi. Anh ngồi uống rượu. Bạn ngồi uống rượu. Bây giờ chị phải đi theo mép chân bọn em ấy. Không là chị ngã rồi không biết đâu đấy. Bà kia như say rượu sao nhỉ? Thấy chị Pop là biết là hẹn là say rượu rồi. Đứng nha anh em ơi. Ngã vậy thôi nhá. Thì bây giờ phải đi đường này thì mới biết được chứ. Đường này chả dễ hết à. Đường này có bị ngập đâu. Đây này. Đi chân là không bẩn luôn đấy. Dê. Bắt đi. Chị bắt đi. Chị bắt xem nào. Bắt được không? Thì sao chị không bắt con kia đi? Bắt con kia kìa, con kia con ở trong bùn này. Chị phải bắt được con ở trong kia nó mới đáng tin cậy được. Đúng rồi. Thịt chắc lắm. Nhà khỏi của mình. Nên mà ế đi một chê hò. Giờ mất giờ con trời mà xuống ấy, yên lúc là xa tụ mà xa tụ vấn đề hò. Xem mấy hôm nữa có quần áo thì em cầm đúng cho. Họ chuẩn bị gửi lên rồi đấy. Quần áo chuẩn bị gửi lên rồi. Tức là mấy cái hồ này là quần áo là giờ không còn bộ nào luôn. Đồ ăn hôm qua cho rồi nhưng phải biết là ăn đến bao giờ thôi. Chứ là trong nhà bây giờ không còn một cái gì, hết sạch rồi. Chả còn một cái gì luôn. Hết sạch xanh rồi. Khổ ông tài xế quá nhỉ. Nhưng mà tài xế thế là sướng rồi, được đi cái đường này sướng rồi, thế là tốt rồi. Bây giờ thì chắc là cháu cũng xin phép kết thúc video trong đây. Hẹn tất cả các bác và quý khán giả video tiếp theo trên kênh của tôi nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bác.